Bốn kỹ năng đàn ông đã thành thạo thì không sợ không thành công. Một kỹ năng giao tiếp, biết lắng nghe khi người khác đang nói, lựa chọn từ ngữ phù hợp, nói chuyện ngắn gọn và đơn giản theo nguyên tắc kiss skip it short and simple. Giao tiếp phi ngôn ngữ, thông điệp chỉ được được truyền qua 7% ngôn ngữ, giọng nói là 38% và ngôn ngữ hình thể là 55%, nụ cười, ánh mắt, cử chỉ, giọng nói, cách phản ứng đều tiết lộ anh em đang nghĩ gì biết diễn tả chính xác những ngôn ngữ cơ thể này sẽ có thể giúp anh em trông tự tin hơn, thân thiện hơn và đáng tin hơn. Hài hước, hai kỹ năng làm việc nhóm, linh động, linh động giúp các ông chủ động giải quyết các tình huống trong quá trình làm việc giúp các ông làm việc được với nhiều kiểu người khác nhau. Trách nhiệm, viễn cảnh dễ dàng thấy nhất trong quá trình làm việc là khi khen thì ai cũng nhận công trạng thuộc về mình nhưng khi xảy ra sự cố thì không ai nhận. Kiểm soát cảm xúc một trong những điều mà đàn ông phải học đầu tiên trong quá trình trưởng thành tôi luôn nói đó là học cách kiểm soát cảm xúc bởi vì một người đàn ông không thể kiểm soát được cảm xúc của mình thì có thể kéo anh ta đến những hệ lụy không thể lường trước được sẵn sàng nhận những lời góp ý sẵn sàng nhận góp ý không chỉ thể hiện sự khiêm tốn của đàn ông mà đó còn là cơ hội để một người có thể tiến xa trong tương lai tích cực một người có suy nghĩ tích cực và một người có suy nghĩ tiêu cực sẽ sinh ra hai hướng phản ứng khác nhau Tôi ví dụ, nếu các ông nghĩ rằng mình không làm được đâu, thì mọi chuyện dừng lại ở đó. Nhưng nếu các ông nghĩ rằng mình sẽ làm được và bắt tay vào làm, thì các ông có 50% thành công và nếu có thất bại thì anh em cũng học được những kiến thứ mà người khác không học được. Ba Kỹ năng đàm phán và thuyết phục Trong cuộc đời, có rất nhiều tình huống buộc các ông phải có kỹ năng đàm phán và thuyết phục người khác, ngay cả chuyện yêu đương cũng cần. Có vài nguyên tắc về kỹ năng này mà anh em nhất định phải nhớ. Cả hai bên cùng có lợi thay vì chỉ nghĩ lợi ích của riêng mình và không nghĩ cho người khác biết người biết ta để hiểu cả hai đang có gì và cần gì từ cuộc đàm phán này. Lấy tâm đối nhân, bỏ qua quan điểm cá nhân, tập trung vào lợi ích chung, lắng nghe và quan sát, quyết đoán. 4. Kỹ năng giải quyết xung đột Một điều tiên quyết và duy nhất mà các ông không được quên ở kỹ năng giải quyết xung đột này chính là hạ cái tôi của mình xuống, lắng nghe nhiều hơn, cảm thông nhiều hơn và đặt mình vào hoàn cảnh của họ. Khi các ông có thể sỏ chân mình vào đôi giày của người khác, khi ấy các ông sẽ hiểu họ đang trải qua những cảm giác như thế nào nếu các ông đang quá tức giận và không thể nào suy nghĩ được những điều như vậy hãy dừng lại vài nhịp và đừng tranh luận nữa tuy nhiên những xung đột này nhất định phải được giải quyết đừng phớt lờ nó